Bà con thấy đi, những ngày vừa qua vợ chồng thằng anh chị nuôi thở lên không gian mạng, em nói thật với anh, em không nhận tiền ai, em thế này thế khác, tiền của em làm có, em đi giúp đời giúp người. Đến bây giờ bà con thấy cái giúp đời giúp người của vợ chồng thằng này như là một cái lưu manh thứ thiệt. Giúp đời giúp người mà để cho mẹ chim sâu phải là ngày đêm cỡ như là phải khổ sở vậy đó. À, bây giờ bảo rằng giúp đời giúp người là chi quý bà con? Hãy nhìn xem thử là nó giúp được cái gì rồi. Đó. Hay là bây giờ là giai đoạn tận thu. Nếu như sau này chim sâu rời khỏi nơi đó, thì những vật dụng đó ai là người sẽ được? Chúng ta thấy rất rõ. Người ta cái như là cái mục đích đó, cái đây là một trong những cái mà nó thật sự ngay cả vợ chồng thằng anh nuôi nó cũng đang tính sai bài. Nó đang tính sai bài. Nó cứ nghĩ là ngày xưa đó tôi lên tôi nói mẹ thằng Long Tứ đó, rồi nó mà thuận tiện nó đưa chim sâu về đó. Rồi chắc anh rằng tôi sẽ không nói gì cái vấn đề này. À, rồi cái chuyện mà đưa chim sâu về đã cất nhà, cất cửa, chỉ cần không có kênh YouTube nào nói. Và Úc Hà với thằng Minh Hùng đó, nó quay thường xuyên, cả ngày lẫn đêm, chắc anh Mạnh Thường Quân sẽ thất bại. Đó. Mà tôi nói rồi, cái nhà chim sâu hiện bây giờ nó đang nằm trong cái gọi là cái hành lang an toàn giao thông đường bộ. Những ngày vừa qua bà con tôi lên tôi kêu gọi luôn, mày chụp sổ mà dục lên đi. Bà con thấy đi, nó có chụp sổ nó dục lên hay không? Vì sao một người đi làm tốt như vậy mà lại là không chứng minh? Không chứng minh cái điều mình làm đó là điều thiện, điều lành. Mà lên không gian mạng gọi là dùng cái giọt nước mắt cá sấu để lấy lòng thương hại của người khác là sao? Muốn sự đồng cảm của cộng đồng bằng những giọt nước mắt gọi là giọt nước mắt cá sấu, giọt nước mắt gọi là con mãng xà, không chấp nhận được cái kiểu như vậy. Mình làm đúng đi, mình làm đúng đi thì thật sự cộng đồng mạng họ nhìn, họ sẽ có sự nhìn nhận thôi. Mình nói những cái gì và mình làm đúng y xì những lời như vậy, làm hết khả năng mình đi, thì cộng đồng mạng họ sẽ nhìn nhận ra thôi. Đấy. Con vợ thì cái như là lên cũng là nhỏ dài giọt nước mắt mà nó vô kênh của tôi, nó comment, nó còn nó thật sự cái miệng, cái lưỡi của nó còn hơn cả con rít động. Nó còn đi hăm dọa tôi, nó bảo rằng để đợi đi, đợi thành đời thường đi rồi cái như là ông chồng tôi ổng sẽ xử cho nó biết cái cảnh. Đấy, rồi đến bây giờ lũ bay xử tới đâu rồi? Bay cần địa chỉ, cái địa chỉ của tao đó là tại nhà thi đấu quận 7, bay cứ xuống đi. À, bay cứ xuống đi rồi bay muốn cái chi đó rồi cái cho mình ra cái như là muốn nhảy nhạc gì tao nhảy cho bay coi. À, chứ thật sự ra tao không có thời gian mà đi xuống vụ của bay như đó. À, và cái câu chuyện này là một trong những cái thật sự quý vị ai nghe cũng bức xúc. À, làm gì có cái chuyện mà cái như là mẹ của chim sâu vẫn còn mà bảo rằng cái như là dịch dành con của người ta để về giúp đỡ, mà giúp cái gì? Tôi nói cái căn nhà đó, căn nhà mà tôi thật sự với con tôi làm cho công nhân nó ở mà cũng làm những dự án như vậy đó. À, nó thật sự nó không đáng bao nhiêu tiền. À, nhà tiền chế dựng lên rồi mình còn sử dụng đôi ba nước, cái chuyện bình thường. À, mà bây giờ lên căn nhà đấy 105 triệu. À, rồi muốn là đi rửa tiền, bây nghĩ là làm cái nhà chim sâu 105 triệu, bây lên bây công bố vậy, bây rửa được cái nguồn tiền mà coi như là bây quyên góp hay sao? À, một người đi làm từ thiện như nó mà để bài gì bả cái như là cực khổ, để bài gì đi bán từng tờ với số mưu sinh, thì bà con nghĩ đi, người ta có chú ý hay không? Tập trung vào toàn là những người như chim sâu, những người được Mạnh Thường Quân, những người được cộng đồng mạng quan tâm chú ý. À, vậy đó, rồi lên làm thiện nguyện, làm ít hô nhiều. À, làm thì thật sự làm tránh được bao nhiêu mà hô cho to, hô cho kêu. À, rồi lên là diễn trò diễn cảnh, gãy cột sống, rồi nợ giang hồ đòi. Rồi đến bây giờ bà con thấy đi, nhà của con Úc Hà chưa bán được mà bây giờ nó vẫn ung dung, nó vẫn sống bình thường, nó vẫn có tiền. Một ngày nó cho thằng Lâm kể như là 100.000 để Lâm uống cà phê chơi. Bà con thấy đi, con Úc Hà là một con đang Lâm nợ theo lời nó nói, thì tiền ở đâu mà một ngày kể như là nó cho thằng Lâm kể 100.000 để uống cà phê chơi quý vị? Uống rầu phải chơi nha, chứ uống rầu không chơi là không được. Có nghĩa là đây là cái tiền bồi dưỡng cho em, em uống cà phê em chơi.
uống là phải chơi à, chứ còn không chơi không cho uống. Đấy. Tôi nói quý bà con cực kỳ có những cái mà nó cái như là nó trong quét về cái câu từ thua thiệt quý vị. Một người tôi nói thật sự quý con, không phải là mình kể như là khinh khi về mấy người này. Một cái chủng người đó mà không có trình độ thì chắc ăn rằng cái ý thức của họ nó sẽ kể như là sa sút rất nhiều, và họ dễ bị sa ngã trước cám dỗ đồng tiền. Họ chưa bao giờ tôi luyện qua gọi là cái ý chí mà gọi là cái như là bất phục trước đồng tiền. Họ chưa bao giờ nhìn cái số tiền lớn, họ chưa bao giờ tiếp cận được cái đồng tiền mà mồ hôi nước mắt họ làm ra có cái giá trị lớn. Đấy. Cho bây giờ cứ lên những cái thước phim thấy người ta gửi tiền về là há cái mồm chờ sạch. Nó đã có cái dấu hiệu bất chấp. Mà những ngày vừa qua chắc tôi nghĩ rằng bà con á, dù có như thế nào, tôi nghĩ là chắc anh rằng cũng đã nhìn nhận ra rất rõ. Nhìn nhận ra rất rõ. Chứ đâu phải là bây giờ nó còn xa lại nữa. Một thằng vô công rỗi nghề. Một thằng vô công rỗi nghề được cái con kia nó xúc về gọi là cho làm phi công được thời gian. Mà đây gọi là cái có thời hạn nha quý bà con, chứ không phải là vô hạn. Đây là một trong những cái là phi công có thời hạn. Cái khi nào nó thật sự nó tìm được cái như là phi công trẻ hơn mà khỏe hơn thì sẵn sàng cỡ như thằng Hiếu hay là cỡ như thằng Mội Đen thì dễ chi mà nó tiếp nhận nữa, đúng không? Mặc dù đại gia thì không phải là đại gia gì lắm, nhưng mà nó có cái điều kiện cái là chung là vẫn có thu nhập đồng vô đồng ra. Có cái vô cái ra là có đồng vô đồng ra thôi. Cho nên là mọi cái vấn đề đó quý vị, mọi cái vấn đề thì chắc anh rằng phi công nó sẽ đổi. Phi công sẽ đổi. Bây giờ mới lên không gian mạng, mới xưng hô vợ chồng chồng, mới không biết cái sự hổ thẹn. Vợ chồng gì? Mới sống bộ, mới sống là cái như là vô pháp vô thiên đó hả? Vợ chồng kiểu gì này? Cái vấn đề chỗ Minh Hùng đó, chỗ Minh Hùng có cái mối bà con cái như dưới là cái thành thành anh nuôi của con chim sâu, cái thành gọi là chồng hờ đấy quý vị, có mối quan hệ bà con. Cho nên tôi nói với bà con đó, bọn này là bám nhau như sang, bây giờ buông chim sâu ra thì cũng nhục, mày giữ chim sâu chính ăn được cái gì? Cho nên bây giờ nói thật sự là nó nuốt cục xương đó, mà cả như là nó đang lưng lửng giữa phố, nhá ra là cái như không được mà nuốt không xong. Chim Nguyên ăn trái nhãn lòng mà. Đấy, ráng lấy trái nhãn lòng nó nuốt cho đi. Trời ơi, lên mà cứ vợ chồng chồng ngọt ngào cái không gian mạng, mà cuối cùng tôi nói tách cái thức phim đó, thằng Long nó cái nó quốc chim sâu là lên bờ xuống ruộng vậy đó, những thức phim đấy. Mà bây giờ tôi hỏi quý bà con, nó vẫn còn vua mà cố xí, vẫn còn a vua, làm gì có cái chuyện mà thằng Long nó lại yêu thương chim sâu? Tiền bạc bây giờ của là chim sâu nó còn đang nợ, nó không có tiền trả. Mạnh Thường Quân gửi tiền cho nó cũng rất nhiều. Mà nó cũng kể là mang chắc là nó yếm luôn cái đồng tiền đó. Thì tôi hỏi quý vị, những ngày vừa qua thì thằng Long với chim sâu nó đã làm cái gì? Thằng Long nó đã làm cái chi chưa? Có đồng ra đồng vô chưa? Những ngày vừa qua nó ăn ở đâu? Nó sống ở đâu? Và cái vấn đề chúng ta thấy nó vô lý hay không? Dì ruột của nó mà nó không nuôi, thằng này nó đỡ đi nuôi một cái thằng gọi là to béo khỏe mạnh như thằng Long. Đây là một trong những cái gọi là trớ trêu quá, đúng không? Người gì họ cũng bức xúc lắm quá vậy. Người gì mà nói thật sự bây giờ mà nhắc đến cô cháu gái này, người gì lắc đầu, thâu con hết được, không còn đường nào nữa mà để nó. Sao mà đi nuôi một thằng cái gọi là con trai thịt cơ bắp vậy? Mà để bà gì mình đã già lẫm cậm rồi, bây giờ phải đi bán vé số mưu sinh. Đây là một trong những cái gì quý vị, có cái ý định hay không, có ý đồ hay không? Tôi thấy là một trong những cái mà cực kỳ cả như là nó lộ ra hết rồi. Bây giờ giống như là nuốt vô rồi, nuốt vô mà bây giờ nó mất ngạn giữa cổ rồi, phun ra cũng khó mà nuốt vô cũng không xong. Giờ nhá ra là cộng đồng mạng chữ chết. Mà bây giờ nuốt xuống sao được? Nuốt xuống thì phải càng kéo rơ thời gian đó, thì phải có tiền để mình nuôi chim sâu, có tiền để mình nuôi thằng Long.
Cái thằng Lâm chắc anh bây giờ nó đã gọi là cái như là cái thốt của bên nhóm này nó cũng đã nắm rồi đó. À, bây giờ chỉ cần buông Lâm ra là thằng Lâm qua những kênh khác là Lâm khai hết, đúng không? Chỉ cần buông thằng Lâm ra là thằng Lâm nó qua kênh khác nó khai hết. Cái giống như là cái trọng súng đó quý bà con. Tôi nói rồi, trọng súng nó đang bí tiền, trọng súng đang bí tiền. Mà tôi treo thưởng cho nó chỉ cần lên không gian mạng, à, nói một cái sự thật liên quan câu chuyện từ đầu đến cuối, à, trong cái quá trình gọi là anh mày dài hạn, tôi sẽ cái như là thưởng cho nó 50 triệu. Không dám lên, không dám lên. Bà con thấy cái nhóm này nó kỳ cục kẹo. Cái nhóm này đó, cái nhóm này mà chỉ cần cái khi mà có cái gọi là bây giờ đó, thằng Long nó như là một người gọi là bây giờ mà thiếu tiền mà. Chỉ cần Long nó khắp cái bên kia phải lo mà chạy tiền thôi. Chứ bây giờ không cho tiền Long hả, nó lên mấy kênh khác là nó thấy mạng cùi nó khai đó. Thằng Long mà nó khai ra xem như là cái như là đố bớ tầm linh từ lừa. À, chứ đừng có nói cái chuyện mà bây giờ cái như là dễ nuốt không dễ nuốt đâu quý vị. Cái chi nó cũng vậy. À, bây giờ Mạnh Thường Quân là xem như có một số bà con đó, họ đã biết vấn đề này, họ đã ngưng lại. À, bà con nào có thương chim sâu thật sự thì đừng gửi tiền trong cái trường hợp này. À, thương chim sâu thật sự thì để xem thử là chỗ thằng anh chị nuôi như là con mẹ nuôi đó, nó cưu mang được khoảng thời gian bao lâu. Để rồi thằng Lâm nó có ăn rau muống luộc nó sống được hay không. À, nó có ra nó kéo cá đồng gì nó sống được hay không. Đấy, thì lúc chiều nay bà con thấy là cái chỗ thằng cha nuôi gọi là cái thằng mà gắn ghép chú thà để mà gọi là vợ chồng để sống. Đó. Nó cũng ra quay những thước phim gọi là cũng là kéo lưới kéo đồ thật sự quý bà con. Một cái thằng mà sinh cha của chim sâu mà anh nói thật sự nó vô cùng bắp nớt thối tha. Sinh cha chi mà nói thật sự bây giờ đem cái sự bất hạnh của con gái nuôi của mình ra để mà trêu cười giữa cộng đồng. Đó, thằng cha chi mà nó vô sĩ dữ vậy. Đó, thằng cha chi mà bây giờ gọi là cái lương tri nó đã mất cái như bằng nó mất tất cả rồi, bây giờ nó có đủ tư cách làm cha hay không? Ủa mày làm cha nuôi được chim sâu sao mày không làm nổi được thành một thằng cha dưỡng dạy thằng Minh Hùng? À, ở nhà dưới tại Long Xuyên đó quý vị. À, thằng Minh Hùng này chứ là con riêng của Úc Hà. À, Úc Hà là cái như là có một thằng bây giờ lên Thủ Đức. À, lên Thủ Đức gọi là cái cũng là à, có cái giấc mộng giàu sang là gọi đi cưới vợ giàu đó. À, cũng lên Thủ Đức là cũng kiếm bà nữa. À, cái con bé Ngân bé đồ đó, con bé Ngân là con đời trước của cháu nội của là Úc Hà đó. À, là con đời trước của cái thằng đang ở Thủ Đức này. Còn một thằng hiện bây giờ nó đang ở nhà đã bán chú chiên. Hiện bây giờ ở nhà đang bán chú chiên. Và giữa thằng này với là Minh Hùng là gọi là không hợp tính, không hợp nớp. Một thằng cha dưỡng chi mà gọi là đạo đức không có, nhân cách là rễ mạt, thì làm chi có cái chuyện mà cả như là con của vợ nó nể, nó tôn trọng. Sống là cũng mang tính chất là dựa vô đấy của con đàn bà để kiếm ăn thì thâu. Y xì một cuộc như nhau từ thằng Mọi Đen à, cho đến là thằng Minh Hùng, cho đến thằng Minh Hiếu, à, cho đến thằng Lâm Tứ. Bà con thấy đây, toàn là những người mà dựa vô một người đàn bà để mà kiếm ăn. Mỗi khi mà trời mưa giông là nó phải chui vô cái gọi là cái váy của vợ nó để nó đứt. Vì sao cái loại này nó thật sự thá ra đời đó, thá ra đường mà giữa trời mưa giông là dễ bị lắm quý vị. Dễ bị à, xét không biết là nó rơi xuống từ đâu. Vì sao anh dơ, anh bất chấp quá, anh mà vô nhân đạo à. Cho nên cái câu chuyện nó thật sự đã không môi thôi quý bà con, đã môi thì môi cho nó tặng. Nó tặng cùng gọi là cái rễ con, cái nên là phải đào lên để mà phơi luôn. À, cho nó gọi là khỏi sống trong cái mảng thiện nguyện bạc. Không ai như con Úc Hà, trời ơi em đi làm thiện nguyện mà thua lỗ, phải bán nhà ông nậu ơi. Đi làm thiện nguyện chứ đâu phải đi kinh doanh từ thiện đâu mà bán nhà em. À, làm thiện nguyện mà cái như là thua lỗ. À, người ta gọi là người ta đi nấu cơm mà gọi là cơm giá rẻ để người ta hỗ trợ cho người nghèo đó, mà người ta vẫn có một cái gọi là cái như nó cũng ổn định về cái cuộc sống. Đằng này đi gọi là đi làm từ thiện mà đi quay phim rồi đi cho tiền hoàn cảnh. Nó nói ngày đầu tiên em đâu có Mạnh Thường Quân đâu. À đồ, không có Mạnh Thường Quân hay không có Mạnh Thường Quân, cái chuyện đấy thì cái chuyện của mày. Còn mày đi quay
YouTube là mày kiếm tiền thì mày phải đầu tư ở cái giai đoạn ban đầu,